Xin chào quý vị. Trong cái video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một vài những cái chứng bệnh rất hay thường gặp đối với đôi mắt của chúng ta. Thì cái vai trò của đôi mắt đối với lại sự sống của chúng ta nó rất là quan trọng. Thì quý vị cũng biết rồi. Có thể nói là đôi mắt của chúng ta làm việc liên tục với những cái động tác để giúp cho chúng ta có thể nhìn rõ được hình ảnh hơn, nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn. Và đồng thời thì đôi mắt cũng luôn luôn truyền tải những cái tín hiệu lên bộ não của chúng ta với một số lượng rất là lớn và với một cái tốc độ rất là nhanh. Tuy nhiên, nó quan trọng như thế, nó làm việc mạnh như thế, nhưng đôi mắt của chúng ta cũng chỉ cần một cái lượng dinh dưỡng rất là nhỏ. Vì vậy mà chúng ta chỉ cần quan tâm một chút thôi, chúng ta chăm sóc một chút cho đôi mắt của chúng ta, thì đôi mắt của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, giúp cho chúng ta có cái sự giao lưu với thế giới bên ngoài một cách thoải mái nhất và sinh động nhất. Vậy thì đôi mắt của chúng ta thường gặp những cái vấn đề gì? Chúng cần cung cấp những cái dinh dưỡng gì mỗi ngày là bao nhiêu? Và chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm nào để tốt cho đôi mắt của chúng ta? Thì trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu thật kỹ. Một số dưỡng chất quan trọng rất cần thiết cho đôi mắt của chúng ta. Thứ nhất là vitamin A. Vitamin A cần cho hoạt động tạo sắc tố của võng mạc. Sắc tố này nhạy cảm với ánh sáng có trong các tế bào võng mạc. Ngoài ra, vitamin A còn cần thiết để giữ màng kết luôn ướt và ở tình trạng tốt nhất. Vì vậy, nếu như để thiếu vitamin A thì mắt của chúng ta sẽ điều tiết kém và đồng thời bị khô mắt. Thứ hai, đó là carotenoid. Carotenoid đây là các sắc tố tự nhiên có trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Chúng đóng vai trò là các chất chống oxy hóa và giúp ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng của võng mạc. Thứ ba là vitamin C và vitamin E. Đây cũng là các chất chống oxy hóa gần như chỉ có trong loại trái cây, rau củ, hạt và mầm hạt ngũ cốc. Thiếu các vitamin này sẽ dẫn đến đục thủy tinh thể và mất khả năng nhìn rõ. Thì đó là một số cái vitamin, các khoáng tố, các hoạt chất sinh học rất cần thiết đối với đôi mắt của chúng ta, và chúng có trong tự nhiên, đặc biệt là những nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, từ trái cây, rau củ. Vì vậy, bổ sung trái cây, rau củ trong bữa ăn hàng ngày cũng là điều quan trọng để giúp bổ sung những dưỡng chất này, tăng cường cho cái sức khỏe đôi mắt của chúng ta. Một số những cái chứng bệnh rất hay thường gặp đối với đôi mắt của chúng ta. Thứ nhất là chứng thoái hóa hoàng điểm. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây mù ở những người trên 60 tuổi. Điểm vàng dài chỉ 2 mm là khu vực nhạy cảm nhất của võng mạc, nơi tập trung thị lực nhiều nhất. Nguyên nhân dẫn đến thoái hóa hoàng điểm là sự thoái hóa tăng nhanh do các yếu tố như tiếp xúc lâu với ánh sáng mạnh, các gốc tự do cơ thể sản sinh, do khói thuốc lá hoặc chất gây ô nhiễm khác. Với một chế độ ăn để đảm bảo cho đôi mắt, bao gồm các chất được chứng minh là có hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng võng mạc là carotenoid, hay còn biết đến đó là cái sắc tố trong rau có màu cam, màu đỏ, chẳng hạn như là củ cà rốt, đặc biệt là zeaxanthin và lutein có trong cải bó xôi và bắp cải. Vì vậy, đối với những cái trường hợp bị thoái hóa hoàng điểm hoặc để phòng tránh chứng bệnh này, thì chúng ta ăn tăng cường các loại rau vỏ cải như là cải bó xôi, bắp cải, bông súp lơ, và đồng thời bổ sung thêm các vitamin, kẽm, chất chống oxy hóa. Thứ hai là chứng nhìn mờ. Chứng nhìn mờ thì có thể có nhiều nguyên nhân, trong số đó thì có đục thủy tinh thể và tổn thương não hay là các khối u. Nhưng cái nguyên nhân thường gặp nhất là rối loạn chức năng võng mạc do bệnh lý tiểu đường hay là chứng xơ cứng động mạch. Ngoài ra thì nhìn mờ cũng có thể do một cái chế độ ăn uống thiếu rau xanh, thiếu trái cây, thiếu các loại hạt, dẫn đến là thiếu những cái chất chống oxy hóa, gây nên cái sự lão hóa, cái sự thoái hóa võng mạc cũng dẫn đến nhìn mờ. Vì vậy mà để hạn chế cũng như khắc phục cái tính nhìn mờ thì tăng cường ăn một số những cái trái cây, một số cái rau củ như là cà rốt, cải bó xôi, quả đào, quả bí đỏ, việt quất, quả mâm xôi.
Thứ tư là chứng tăng nhãn áp. Chứng bệnh này do sự tăng áp suất chất dịch trong mắt gây ra, dẫn đến võng mạc và thần kinh thị lực bị teo, gây ra nhiều hậu quả khác đối với thị lực. Mặc dù chứng tăng nhãn áp góc kín là một dạng phổ biến nhất của bệnh này, là do sự thay đổi cấu trúc mắt, nhưng với một chế độ ăn uống có thể tác động đến áp suất nội nhãn sẽ giúp cải thiện được. Hoặc cũng một chế độ ăn uống sẽ làm trầm trọng hơn căn bệnh này. Vì vậy, đối với chứng bệnh tăng nhãn áp thì một chế độ ăn cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta nên ăn tăng cường những thực phẩm giàu vitamin B1, chẳng hạn như là cơm gạo lứt, hoặc là vitamin A như là củ cà rốt, củ bầu, quả đu đủ, hoặc là vitamin C có trong quả cam, và giảm thiểu hoặc là không ăn tất cả những thực phẩm có chứa cái axit béo, axit chuyển hóa, các chất kích thích như là cà phê, protein. Thì trong một số những cái axit béo, axit chuyển hóa thì cụ thể như là cái bơ thực vật, hoặc là những cái mỡ, những cái dầu đã được chiên đi chiên lại nhiều lần, hoặc là những cái thực phẩm đồ xào, đồ chiên mà chúng ta để lâu thì chúng ta cũng nên tránh, không nên sử dụng. Thứ năm là đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể là hiện tượng trong mắt bị mờ đục. Nhiều năm trước, người ta cho rằng đây là hậu quả của quá trình lão hóa và dường như không thể ngăn ngừa. Tuy nhiên, với một chế độ ăn uống ngày nay, chúng ta biết rằng có mối quan hệ rất gần gũi giữa chế độ ăn uống và sự phát sinh bệnh đục thủy tinh thể. Sử dụng nhiều các thực phẩm chứa nhiều vitamin A và các vitamin chống oxy hóa như vitamin A và vitamin E, rau củ quả, trái cây và các loại hạt có thể ngăn ngừa được bệnh đục thủy tinh thể phát sinh ở tuổi già. Ngoài ra thì chứng đục thủy tinh thể còn là hậu quả của một số bệnh như bệnh tiểu đường, hoặc là cái việc sử dụng các loại thuốc tiếp xúc với bức xạ tia cực tím và tia X quang, cũng như là những cái tác nhân dẫn đến bệnh đục thủy tinh thể. Và để cải thiện chứng đục thủy tinh thể cũng như là phòng tránh chứng bệnh này thì chúng ta nên ăn một số những thực phẩm chẳng hạn như là bí đỏ, vitamin C, vitamin E và một số những thực phẩm khác mà có cái chất chống oxy hóa cao. Bên cạnh đó thì chúng ta hạn chế sử dụng những cái thực phẩm từ sữa, chất béo chuyển hóa, ăn ít muối, ăn ít đường. Theo các nghiên cứu thì bơ là thực phẩm làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể nhiều nhất nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên. Thứ sáu là chứng quáng gà. Quáng gà là sự thiếu thích nghi với việc nhìn trong bóng đêm một cách từ từ hay là hoàn toàn. Đây chính là một trong những triệu chứng thiếu vitamin A đầu tiên. Vì vậy, đối với chứng quáng gà, chúng ta cần ăn tăng cường những thực phẩm giàu vitamin A như là cà rốt, quả đào, quả xoài. Và xoài là một trong những trái cây tươi giàu tiền vitamin A nhất. Vâng, thì thưa quý vị, đó là 6 cái vấn đề rất hay thường gặp đối với đôi mắt của chúng ta, và chúng có liên quan chặt chẽ đến một cái chế độ ăn. Nếu chúng ta cung cấp đầy đủ những các dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt như vitamin A, vitamin C, vitamin E, các beta carotene, các chất chống oxy hóa thì sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Và ngược lại, với một cái chế độ ăn bao gồm nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo bão hòa, nhiều những cái thực phẩm không lành mạnh thì cũng sẽ dẫn đến đôi mắt của chúng ta gặp rất nhiều những cái bệnh lý. Và sau đây thì tôi xin gửi tới quý vị ba cái loại thực phẩm có thể nói là tiêu biểu để quý vị lựa chọn để sử dụng thường xuyên để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đôi mắt của mình. Và thứ nhất thì đó là củ cà rốt. Đối với đôi mắt của chúng ta thì củ cà rốt được biết đến có chứa ba cái chất nổi bật trong thành phần của cà rốt. Thứ nhất đó là carotenoid. Trong đó đáng chú ý nhất là beta carotene được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Các carotenoid là thành phần thiết yếu giúp võng mạc hoạt động tốt nhất để nhìn ban đêm hay dưới điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, những cái hoạt chất nhóm carotenoid còn giúp cho da và niêm mạc duy trì được tình trạng hoạt động tốt. Đối với cách sử dụng củ cà rốt thì chúng ta ưu tiên sử dụng nguyên củ hoặc là ép lấy nước uống. Khi ra nhiệt thì chúng ta tránh ra nhiệt ở nhiệt độ cao. Ưu tiên tốt nhất là chúng ta luộc hoặc là hấp, và không nên ninh nhừ hầm kỹ cùng với lại nước xương.
Bởi vì tất cả các vitamin, các khoáng tố, các hoạt chất sinh học có trong củ cà rốt rất dễ dàng bị phân hủy bởi nhiệt độ cao. Thứ hai là trái mơ. Trái mơ cũng là một cái thực phẩm mà cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái dưỡng chất, đặc biệt thì đó là các chất đạm, các chất khoáng. Tuy nhiên thì đối với đôi mắt thì trong trái bơ có cái chất quan trọng nhất đó là beta caroten, hay còn biết đến đó là tiền vitamin A. Thành phần này cung cấp phần lớn giá trị chữa bệnh về đôi mắt của chúng ta. Ăn mơ giúp duy trì thị lực ở tình trạng tốt, tạo sự lanh lợi, vẻ đẹp cho đôi mắt là một đặc điểm của sức khỏe tốt. Điều này không hẳn chỉ do hoạt động của tiền vitamin A mà còn là sự kết hợp với các vitamin và các khoáng chất khác. Trái bơ được khuyên dùng trong các trường hợp như là khô màng kết đau rát hay là ngứa màng kết mãn tính, mất khả năng nhìn rõ do teo võng mạc và chứng choáng gà. Thứ ba đó là cải bó xôi. Cải bó xôi là một loại rau, một loại thực phẩm rất tốt để cung cấp các chất dinh dưỡng, các chất bổ dưỡng cho cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể thấy các phụ nữ sau sinh hoặc là phụ nữ mang thai, những người mà đang trong quá trình điều trị bệnh, những người mà đang phục hồi sức khỏe thì rất hay sử dụng cải bó xôi để cung cấp chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, đối với đôi mắt của chúng ta thì trong cải bó xôi chúng ta biết đến hai cái hoạt chất rất là quan trọng. Thứ nhất thì đó là cái vitamin C và thứ hai thì đó là cái vitamin A, hay còn biết đến đó là tiền vitamin A, beta caroten. Và có một cái cuộc điều tra rất chính xác được tiến hành tại một cái bệnh viện của Đức và trường đại học Harvard của Mỹ cho thấy những người ở độ tuổi từ 55 đến 80 thường ăn cải bó xôi ít nguy cơ mắc khả năng nhìn rõ do thoái hóa địa vàng. Những người ở độ tuổi từ 55 đến 80 thường xuyên ăn cải bó xôi thì ít có nguy cơ bị mất khả năng nhìn rõ do thoái hóa địa vàng. Nên dùng thường xuyên cải bó xôi khi muốn duy trì thị lực, nhất là những người trên 50 tuổi. Vâng, thì thưa quý vị, như vậy là cái video này thì chúng ta đến để tìm hiểu về một số những bệnh lý rất thường gặp đối với đôi mắt của chúng ta, cũng như là đôi mắt của chúng ta cần những cái dưỡng chất gì và đâu là những thực phẩm để cung cấp cho chúng ta những dưỡng chất đó. Hy vọng thì video này đã mang lại nhiều những cái giá trị cho quý vị. Nếu như quý vị thấy cái video này là hữu ích thì cũng giúp tôi chia sẻ cho cộng đồng và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.